nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả, minh bạch, dễ giám sát trong công tác quản lý hoạt động đo đếm điện năng. Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng năm 2023. Việc này sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2023 đến năm 2025. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số được thực hiện trên cơ sở sau khi EVN-MPC triển khai lộ trình hiện đại hóa hệ thống công tơ đo đếm điện năng, công tơ điện tử có đo xa và chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Điều này sẽ hỗ trợ khách hàng thuận tiện kiểm soát, giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong việc thanh toán tiền điện, đảm bảo hạch toán, doanh thu phù hợp với chi phí theo đúng quy định về tài chính kế toán. EVN-MPC khẳng định đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện khi thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số. Khi tính toán hóa đơn tiền điện, mức sử dụng điện của từng bậc thang sẽ được điều chỉnh theo số ngày thực tế dùng điện của kỳ ghi chỉ số. Trong quá trình triển khai, các công ty điện lực sẽ gửi thông tin về việc thay đổi lịch, cũng như hướng dẫn đến từng khách hàng cách tính toán tiền điện trong tháng có thay đổi ngày. Trong quá trình triển khai thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ, EVN-MPC tổ chức tiếp nhận mọi ý kiến của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng hoặc phản ánh các ứng dụng như là Fanpage, Facebook, Zalo để được tương tác trực tiếp và được giải thích chi tiết.